em gái ông Kim Jong-un ra cảnh báo mới với Hàn Quốc. Bà Kim Il-jong tuyên bố rằng Triều Tiên đã định ngừng thả bóng bay vào cuối tuần này, nhưng cuối cùng phải thả thêm để đáp trả việc những người đào tẩu khỏi Triều Tiên và các nhà hoạt động ở Hàn Quốc trải truyền đơn chống Bình Nhưỡng. Việc phản đối của chúng tôi lẽ ra sẽ kết thúc vào ngày 9 tháng 6, nhưng tình hình đã thay đổi. Hành động khiêu khích bằng loa phóng thanh cuối cùng đã bắt đầu ở khu vực biên giới. Đây là khúc dạo đầu cho một tình huống rất nguy hiểm, bà Kim nói trong một tuyên bố cuối ngày 9 tháng 6 được hãng thông tấn KCNA đăng tải. Bà Kim Il-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, phát biểu tại một sự kiện ở Bình Nhưỡng vào ngày 14 tháng 2 năm 2022, nếu Hàn Quốc cùng lúc trải truyền đơn và phát loa khiêu khích qua biên giới, chắc chắn nước này sẽ chứng kiến cuộc đáp trả mới của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Bà Kim nhấn mạnh. Bà còn cảnh báo Hàn Quốc sẽ phải đối mặt với cuộc sống hàng ngày khốn khổ khi liên tục phải nhặt giấy thải nếu tiếp tục phát tờ rơi và loa phóng thanh. Bà Kim cho biết Triều Tiên đã gửi khoảng 7,5 tấn giấy thải trong 1.400 quả bóng bay qua biên giới vào cuối tuần qua và nói rõ đó chỉ là rác, không chứa gì liên quan đến tuyên truyền chính trị. Bà Kim đưa ra cảnh báo trên sau khi quân đội Hàn Quốc ngày 9 tháng 6 thông báo nước này đã nối lại các chương trình phát loa phóng thanh trực tiếp vào Triều Tiên, sau khi đưa ra yêu cầu Bình Nhưỡng ngừng thả bóng bay chứa rác sang Hàn Quốc. Hai miền Triều Tiên căng thẳng, cư dân thị trấn biên giới Hàn Quốc mất thu nhập. Quân đội Hàn Quốc nói rằng quyết định tiếp tục phát loa phóng thanh như một hình thức chiến tranh tâm lý được đưa ra sau khi Triều Tiên bắt đầu phóng khoảng 330 quả bóng bay chứa rác hôm 8 tháng 6. Hàn Quốc đã dừng các chương trình phát loa tuyên truyền theo thỏa thuận được ký bởi lãnh đạo hai nước vào năm 2018, nhưng căng thẳng đã gia tăng sau đó khi Bình Nhưỡng đẩy mạnh phát triển vũ khí. Theo Reuters,